Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 8 của Đạo sĩ Hạ Sơn. Hãy nhớ ủng hộ A Tún chi phí mua tác quyền những bản dịch hay qua các hình thức. Ví Momo qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Các bạn ở nước ngoài đã có thể thực hiện donate qua hình thức Super Chat và Super Icon bằng cách click vào icon ở ngay chat box của các bạn. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. chương 54 Công viên Dạ Phong Nhị ca Đây là toàn bộ tư liệu Diệp Miểu đem tệp tư liệu đưa cho Diệp Đình Vân Diệp Đình Vân nhìn một chồng tư liệu thật dày Mới nói Là vất vả rồi Ở trên phái người mang xuống sao Diệp Miểu cau mày nói Ở bên trên người tương đối là khan hiếm Chỉ phái có mỗi vô ưu đại sư xuống Lâm đại sư cũng đã rất mệt mỏi Diệp Đình Vân thở dài, Lâm Đại sư vẫn không tránh thoát sao? Diệp Mèo gật đầu. Em xem Lâm Đại sư tự hồ cũng không thể quản hết chuyện này đó. Lâm Đại sư rút cuộc, đúng là mặt treo trên danh đó Diệp Đình Vân cũng có chút đồng tình. Cảnh nội của Hoa quốc có không ít đại sư đều là đặc thù. Quốc gia thuật sư ở bên trên cũng không có quản lý hết được, là vô cùng nghiêm khắc. Rút cuộc thuật sư thủ đoạn cũng không có tầm thường nếu như một ngày nào đó những người này đi lên con đường tà đạo trở thành thế lực phá hoại thì so với người bình thường nguy hiểm hơn rất nhiều lúc trước nếu như vị cơm hộp tiểu ca kia không có ra tay lâm trí nguyên sợ rằng là sẽ gặp nguy hiểm có rất nhiều thuật sư thời điểm trẻ tuổi đều là loại tranh cường háo thắng bất quá tuổi càng lớn thì lòng hiếu thắng lại càng phai nhạt đem tâm tư chỉ đặt trên thú vui tiêu khiển lâm đại sư lần trước ăn một trận mệt mỏi đối với thứ ở dưới lòng đất kia tựa hồ là vô cùng kiêng kỵ mặt treo trên danh có thể hưởng thụ rất nhiều thuận lợi đồng thời nếu như bên trên có yêu cầu gì cũng không tiện thoái thác lâm chí nguyên và vô ưu đại sư đến bên phụ cận của tòa nhà đó xoay sở một lần lâm đạo hữu Nơi này sát khí rất nặng đó Lâm Trinh Nguyên cũng thở dài nói Đúng vậy Lúc trước ta tới Sát khí còn không nặng như vậy Ở bên trên tòa nhà Đã xuất hiện những đạo hoa văn Trông rất kỳ lạ Thoáng nhìn qua thì tưởng trông như những vết nứt Dân cư ở phụ cận đều cho rằng Đây là vấn đề chất lượng công trình Bất quá Lâm Trinh Nguyên và Vô Ưu Đại Sư Đều có thể nhìn ra Là cả tòa nhà này chịu ảnh hưởng Của đồ vật ở bên dưới mới có thể trở thành như vậy. Bên trên tựa hồ chuẩn bị bạo phá. Đây. Một khi tiến hành bạo phá rất có thể phát sinh sự kiện ngoài ý muốn. Cũng không biết bên dưới này phong ấn thứ gì. Nếu như không nhanh giải quyết, ta sợ rằng sẽ sớm xảy ra vấn đề đâu. Lâm Thiên Nguyên cũng gật đầu. Còn mày, đồ vật nước lúc, lúc trước, khả năng như là tiêu hao hết sức lực hiện tại đã ngoan ngoãn bình thường. Vô ưu đại sư tò mò, lầm đảo hữu, ngày lúc trước đã gặp gỡ một tiểu ca cơm hộp sao. Vô ưu đại sư được cấp trên phái xuống, cũng đã đem tư liệu đến cho lâm đại sư đọc hết. Hai bên cũng trao đổi thông tin với nhau. Tiểu ca cơm hộp xuất hiện ở dưới bãi đỗ xe, cũng nằm trong tư liệu này. Thậm chí, bởi vì sự kiện ở bãi đỗ xe xuất hiện một vị tiểu ca cơm hộp. Cấp trên đối với cái tên ship cơm hộp này cũng đã tiến hành điều tra coi như là một nhân vật rất khả nghi thế nhưng càng điều tra xác nhận tất cả mọi người đều rất bình thường lâm tri nguyên cười khổ một chút mới nói hey, vừa vặn vị đồng đạo lúc đó tường trở ra tay ta thật sự là có phút chút phiền toái người nọ nhìn tuổi tác cũng không có lớn thủ đoạn nhưng rất lợi hại cũng không biết là cao đồ của đại sư nào bùi dưỡng giả tựa hồ có chút thần bí đó hẳn là bản lĩnh của hắn không tồi thứ ở gia bãi đỗ xe hẳn là cũng có điều hiểu biết nếu như có thể mời đến để tương trợ sự tình sẽ dễ chịu hơn rồi lâm chi nguyên chỉ lắc lắc đầu nói thật là người kỳ quái bất quá trong đám đồng đạo của chúng ta cũng không thiếu người như vậy sư phụ con xem là nhị diệp nhị thiếu gia tựa hồ như biết vị cơm hộp tiểu ca đó lâm bằng nói Lâm Trinh Nguyên nhíu mày Lão cũng cảm giác được Diệp Đình Vân cùng với người nọ Quan hệ cũng không có tầm thường Nhưng chưa chắc Người này đã quản Diệp Đình Vân Mà quan hệ giữa hai người dường như có chút vi diệu Ở ký túc xá Lão Tứ ấy buổi học buổi chiều cậu có đi hay không? Này Cậu cậu còn cần phải đến điểm danh nữa Quách Phạn liền hỏi Giang Thế Bạch lười biếng, rũi rũi cái eo Ngồi dậy, đã qua một tiết rồi nếu mà đến bây giờ bách hoàng vũ chớp mắt cười nói môn khác có thể không đi nhưng mà khóa chiều là không thể vắng được đâu quách Phạn vỗ vỗ tay như ở trong mộng mới tỉnh này tôi làm sao mà quên mất Ê, buổi chiều là khóa học chính thức đó diệp đình vân cũng sẽ đi Ê, là một buổi không thể nghỉ được giang thiếu bạch liền cạn lời bách hoàng vũ cũng gãi đầu có chút chờ mong Ê, diệp đình vân hai ngày trước không có đi học cũng không biết là có thể đi được hay không nữa giang thiếu bạch đau đầu sự kiện lần trước gặp diệp đình vân ở bãi đỗ xe hắn mấy ngày qua cũng đã không thấy đâu cả không biết tình huống của đối phương như thế nào giang thiếu bạch ở bên này lưu vào trầm tư cho đến khi khôi phục lại tinh thần mới phát hiện đám người bách quang vũ đang dùng ánh mắt nhìn mình hắn cảm thấy ba tên gia hỏa cùng phòng ký túc xá này giống như là những nhà báo những nhà nhiếp ảnh vậy bất kỳ tin tức bát quái gì đều có thể phát hiện được được rồi đi thôi Muộn rồi Giang Thiếu Bạch cứng ngắc nói Bách Quang Vũ nghiêng đầu thầm nghĩ Quả nhiên là không có bỏ học Lão Tứ và Diệp Đình Vân thật sự là có chuyện Xem ra không chỉ là những lời đồn đại ở trên diễn đàn Này, ngươi nhìn cái gì vậy? Giang Thiếu Bạch oán hận nói Hắn đi vào trong phòng học Tìm vị trí ngồi xuống Không quá một hồi lâu Diệp Đình Vân đã đến Tự nhiên là ngồi bên cạnh Giang Thiếu Bạch Ngay từ đầu Diệp Đình Vân ngồi bên cạnh Giang Thiếu Bạch một số học sinh sinh viên còn tò mò vài lần gần đây mọi người mãi cũng thành quen giang thiếu bạch chỉ liếc mắt nhìn diệp đình vân một cái phát hiện trạng thái của đối phương tự hồ cũng không tệ lắm mùi hương ở trên người cũng đã giảm bớt giang thiếu bạch đảo tròng mắt nghĩ thầm lần trước mình cắn yết hầu của diệp đình vân dường như là hút quá nhiều máu lúc đó suy nghĩ của hắn tương đối hỗn loạn căn bản là không thể khống chế được bản thân Diệp Đình Vân bỗng nhiên chống cằm Bạn học Giang Nhìn đi đâu vậy Giang Thế Bạch thu liễm lại thần sắc À không có gì hết Tôi nghe đệ đệ tôi nói Bạn học Giang đối với bãi đỗ xe ngầm Là thực sự có hứng thú Là hay chạy đến đó Diệp Đình Vân hỏi Giang Thế Bạch chớp mắt ai à, Là người thì có hiếu kỳ đâu Tôi nghe nói bãi đỗ xe đó có quỷ Tôi còn chưa có gặp quỷ bao giờ Nên tò mò Bách Quang Vũ ở đằng sau bĩu môi nghĩ thầm cái tên Giang Thiếu Bạch Gia Hỏa này Đúng là cái tên vớ và vớ vẩn Diệp Đình Vân bật cười Người đối với những, những sự kiện không biết Là luôn tràn ngập tò mò Lập tức đem văn kiện từ trong cặp lấy ra Đẩy tới trước mặt của Giang Thiếu Bạch nói Tư liệu về bãi đỗ xe ngầm Đều ở đây Giang Thiếu Bạch nhìn văn kiện Có một phần tư liệu Giang Thiếu Bạch Đã xem qua ở chỗ Bách Quang Vũ Tư liệu của Diệp Đình Vân này hiển nhiên là cụ thể hơn rất nhiều Trong đó có một số tài liệu còn đề cập đến những thuật sư Diệp Đình Vân đem tư liệu cho Giang Thiếu Bạch Sau đó là nghiêm túc học bài Giang Thiếu Bạch nhìn bộ dáng của Diệp Đình Vân Cũng chỉ có thể đành học theo Có lẽ Diệp Đình Vân là một tấm gương học tập Giang Thiếu Bạch là một tên học sinh xa đoạ Hai con hai tiết học rất nhanh trôi qua Giang Thiếu Bạch còn định đem tư liệu trả cho Diệp Đình Vân Hắn đã phất tay mà rời đi ở phòng của ký túc xá bách quang vũ và lý vũ hàm nhìn chằm chằm tư liệu về bãi đỗ xe dường như đang suy tư này lão tứ diệp đình vân như vậy là có ý gì vậy lý vũ hàm ôm tư liệu nói vì sao hắn lại đem tư liệu của bãi đỗ xe đưa cho cậu này hiện tại cái tư liệu này có thể phổ biến như vậy sao ấy à tôi còn tưởng rằng là ở trong tư liệu này sẽ có cái gì đó đó Quách Phạn có chút mất mát nói Là có càn khôn đó Giang Thiếu Bạch đáp Quách Phạn cười hì hì ấy ra à, hình như là thư tinh chẳng hạn Bất qua ngẫm lại tự hồ cũng không có khả năng đó đâu Bách Quang Vũ ngồi ở một bên Không nói gì cả Này lão đại Cậu nói Diệp Đình Vân là liệu có ý tứ gì Bách Quang Vũ không đáp Hắn đã khái biết là chuyện ra sao Nhưng hắn không thể nói Hắn không muốn bị nữ quỷ áp giường Ê, tôi cũng không biết đâu có thể là diệp đình vân cũng đã bỏ qua đó lão đại đây là tư liệu bãi đỗ xe đó cậu không phải là đã đến bãi đỗ xe địa phương đó là thật sự nguy hiểm như vậy sao lý vũ hàm tò mò bách quang vũ gật gật đầu hơi hey, thiếu chút nữa là không có thoát mạng được đó còn may bọn họ còn chưa lên đến tầng thứ ba của bãi đỗ xe sợ rằng đi đến tầng thứ ba tựa hồ là phải chết thêm vài người từ trong tư liệu điều tra xem có nói những người đi vào trong bãi đỗ xe tự nhiên sẽ đi đến tầng thứ ba mà bọn họ còn chưa xuống đến tầng thứ ba là bởi vì trên người mang theo bình an phù lấy vũ hàm cùng quách phạn vừa đi bách quan vũ không nhịn được hiếu kỳ nhìn chằm chằm qua giang thiếu bạch lão tứ diệp đình vân vì sao lại mang cái thứ này cho cậu vậy này chẳng lẽ Hắn biết rằng cậu chính là người đã cứu hắn Giang Thiếu Bạch liếc mắt nhìn Bách Quang Vũ Thôi đi đừng có nói hiu nói vượn Bách Quang Vũ thầm nghĩ Chẳng lẽ không biết hay sao Nếu như mà nói ra Thì Diệp Đình Vân khẳng định là cũng không có bình tĩnh như vậy Diệp Đình Vân không biết Lão Tứ là tiểu ca cơm hộp Bất quá Nếu như đối phương mà đã biết Ít nhất đại biểu cho Diệp Đình Vân là đã nghi ngờ Không biết Diệp ra tam thiếu mà biết sự tình lão tứ nhà mình làm sẽ phản ứng ra sao nữa giang thiếu bạch gặp tư liệu trong tay lại quyết định buổi tối ngày hôm nay sẽ ra ngoài một chuyến ở diệp ra lâm đại sư và vô ưu đại sư bị thương sao diệp đình vân nhíu mày diệp miểu cũng gật đầu đúng vậy cao ốc kia chất lượng chẳng ra gì hai vị đại sư thời điểm tiến vào bãi đỗ xe bị một cái xà ngang rơi xuống này nhị ga em nói chuyện này có lẽ chúng ta nên điều máy xúc tới phá bỏ đi Chỉ cần hủy đi là giải quyết được Diệp Đình Vân chống cằm Thầm nghĩ Điều này cũng có thể là đúng Bất quá ha, đó cũng chỉ là trị ngọn Không trị gốc Ở bên dưới đại lâu tựa hồ có áp chế đồ vật nào đó Tùy tiện ra tay chỉ sợ là không ổn Ta đi ra ngoài một chuyến Diệp Đình Vân nói Diệp Miểu cũng tràn đầy tò mò Nhị ca anh đi đâu Đi đến công viên dạ phong đó Diệp Miểu chớp mắt Đi bây giờ sao Thời điểm này sao Là công viên giờ này đã đóng cửa Diệp Đình Vân nhíu mày Đi bây giờ mới đúng Có thể tránh được những người tò mò trong công viên Này có cần em cho người đi theo Diệp Miểu hỏi Diệp Đình Vân chỉ lắc đầu Không cần ta đi dò hỏi một chút tình huống Nếu như thật sự có vấn đề Lần sau cho người đi cũng không muộn Nhị ca anh phát hiện ra cái gì Có liên quan gì đến bãi đỗ xe Được rồi để xem đã Diệp Đình Vân nói Làm cho Diệp Miểu kinh ngạc Công viên dạ phòng nó Dường như là rất xa Nhị ca Anh nghĩ rằng là hai bên đó Đâu có liên quan Cũng không chắc Ta chỉ là muốn đi xem Hiện tại Tình huống này luẩn quẩn ở trong đầu Cũng không có ngủ rồi mươi 55 Lâm Trinh Nguyên cùng Diệp Gia Quan hệ cũng không tệ Thời gian ở Kinh Đô Là trực tiếp ở nhờ nhà Diệp Gia vô ưu đại sư tới cũng như vậy diệp ra kỳ thật có nhiều xưởng sản xuất dược liệu sản xuất ra rất nhiều dược liệu mà các thuật sư thèm muốn cũng có rất nhiều thuật sư muốn đạt quan hệ lâm bằng đi vào trong phòng của lâm tri nguyên sư phụ con vừa nhìn thấy diệp nhị thiếu diệp tam thiếu đi ra ngoài đã trễ như vậy còn đi sao vô ưu đại sư đang ngồi cùng lâm tri nguyên uống trà nghe như vậy mới cười nói ai hai người trẻ tuổi buổi tối thì thường có rất nhiều việc phải làm mà lâm chi nguyên nhíu mày theo như lão biết diệp đình vân sức khỏe không tốt lắm làm việc và nghỉ ngơi phải rất theo quy luật ấy vậy mà buổi tối phải đi ra ngoài tựa hồ cũng không ổn diệp nhị thiếu hình như không có cái thói quen này có lẽ vô ưu đại sư nhìn lâm chi nguyên lâm đạo hữu diệp nhị thiếu có phải là phát hiện ra vấn đề gì vô ưu đại sư đối với diệp đình vân cũng có biết chút ít vị diệp gia tam thiếu tuy rằng không phải là người trong làng thuật sư thế nhưng trực giác tựa hồ rất nhanh nhạy có lẽ phát hiện ra điều gì không chừng lâm triều nguyên trần trừng một chút mới nói ấy. diệp nhị thiếu nhãn lực không bình thường nếu như phát hiện ra điều gì cũng là rất có thể giang thế bạch đứng ở bên hồ nhìn hồ tình nhân trước mặt như đang suy tư công viên dạ phong nổi tiếng nhất là hai thứ một chính là lá phong mùa thu đến lá phong đỏ như lửa hấp dẫn các đôi tình lữ đến thưởng thức một cái khác chính là hồ tình nhân nam nữ thất tình thường hay tới nơi đây nhảy hồ tự sát dần dần nơi này biến thành thánh địa của nhảy hồ có rất nhiều người muốn tự sát mộ danh mà đến giang thế bạch đứng ở trên hồ thì thầm nói quả nhiên ở đây một cỗ sát khí nồng đậm hắn cảm giác được từng sợi hồn phách ở trên mặt hồ phiêu đãng đánh giá oán khí của những nam nữ đã chết ở đây giang thiếu bạch tùy thân lấy ra la bàn ở trên la bàn kim đồng hồ bất giác đang đứng im bỗng nhiên chuyển động ở đáy hồ này chắc chắn là có vấn đề nơi này là thánh địa của những kẻ nhảy hồ tựa hồ như không phải là vì nơi đây phong cảnh tuyệt đẹp mà là một nơi tự sát rất tốt hồ tình nhân này chẳng biết từ bao giờ sát khí rất nặng đứng ở trên bờ hồ cảm xúc trong lòng sẽ bị khuếch đại hơn rất nhiều một thời gian dài người nguyên bản đang do dự có nên tự sát hay không sẽ dễ dàng quyết định được này người đưa cơm hộp cậu cũng ở đây âm thanh của diệp miểu truyền đến giang thế bạch nhìn qua rừng cây phát hiện diệp đình vân và diệp miểu hai huynh đệ cũng đang đứng ở đó hơn nữa tựa hồ còn đến sớm hơn hắn Diệp Đình Vân cũng đã nhìn ra Thứ bị quái vật Chấn áp kia không phải là quái vật Mà là long mạch Diệp Miểu có chút không thoải mái nhìn Giang Thiếu Bạch Nghĩ thầm Người này tại sao lại ăn mặc kín mít như vậy Giang Thiếu Bạch gỡ kính dâm trên mặt Xác thực là mình ngụy trang Không thành vấn đề Liền đeo ấn sâu hơn Mà cười nói Thật là trùng hợp Diệp Miểu có chút ghét bỏ Lần trước gặp ngươi Ngươi còn mặc quần áo liền bộ Lần này ngươi hết tiền hay sao Mà lại đổi quần áo vậy Rốt cuộc ngươi là shipper nhà nào Giang Thiếu Bạch vùng tay nói Chúng ta rất nhiều shipper Đều là chạy ở khắp các cửa hàng Ai cho tiền thì chạy đó Diệp Miểu cạn lời Nay tần mai sợ Vậy mà còn đắc ý như vậy Này Ngươi có thể đảm bảo cho công việc của mình một chút, làm việc có đạo đức một chút được không? Làm việc có đạo đức à? Cái đó bớt quá. Đó là chủ nghĩa của những kẻ có lý tưởng thôi. Còn ta là người lao động bình thường, ta cần phải kiếm tiền đó. Giang thiếu Bạch cười nói: Nếu như người đã có bản lĩnh thiên sư, hà tất gì còn phải đi đưa cơm hộp? Thiên sư <laughs> phần lớn đều là những kẻ lừa người thôi. Làm người thì phải làm đến nơi đến chốn. Thanh Niên Nhân. Tôi xem tuổi tác của cậu không lớn Vẫn là đừng xa vào những sự kiện thần quỷ như vậy Giang Thiếu Bạch lười bén nói Diệp Miểu cạn lời Cái tên đưa cơm hộp này Đến tụt cùng có hiểu là mình đang nói gì hay không Vì sao? Cậu lại tìm đến đây Diệp Đình Vân hỏi Giang Thiếu Bạch buông tay nói Tùy tiện một chút là tìm đến nơi này Diệp Miểu sắc mặt tím đen lại Nghĩ thầm Không biết cái tên Gia Hòa này Là nói thật hay nói dối nữa Tùy tiện một chút Chẳng lẽ cậu đến đây để tự sát sao Giang Thiếu Bạch trợn mắt Tự sát Có <laughs> mà điên ta mới làm như vậy Là tôi mơ một giấc mộng Ở trong giấc mộng Dẫn dắt tôi tới đây đâu Giang Thiếu Bạch cũng sửng sốt Thầm nghĩ Long Mạch cùng với Diệp Đình Vân Không lẽ là có cộng sinh Diệp Đình Vân coi như đã là một nửa người cây Tựa hồ như là sinh linh trời sinh như vậy Sinh ra quan hệ cộng sinh cũng không có gì là kỳ quái Diệp miểu có chút không sảng khoái Nhìn Giang Thiếu Bạch Này người đưa cơm Người ăn mặc kín mít như vậy làm gì Không lẽ là vì người xấu trai Người sợ người khác nhìn ra Ê, Người như vậy đưa cơm hộp Chẳng phải là bị người ta coi là biến thái Giang Thiếu Bạch không đáp Cái tên hỗn đản Diệp miểu này Là đang dùng phép kích tướng mình sao Diệp Tam Thiếu Cậu hiểu lầm rồi Tôi ăn mặc kiến mít như vậy kỳ thật là vì Tôi lớn lên quá đẹp trai Tôi không muốn để cho người ta nhìn tôi Sinh ra ý đồ không an phận đâu Diệp miểu bĩu môi Đúng là cái đồ vô sỉ Cậu vì sao lại tìm đến đây Hay là tùy tiện đi tới Diệp Đình Vân hỏi Giang Thiếu Bạch bật cười Tôi là hoài nghi Cho nên tới đây xem Bãi đỗ xe kia đã bỏ hoang đã lâu Địa phương ở đó tại sao lại thành hung địa Bất quá tôi nghĩ đến một loại khả năng tòa nhà kia căn bản là một phong thủy bảo địa bất quá có người nào đã tác động vào hóa cát thành hung nguyên bản tôi cho rằng khả năng này không lớn rốt cuộc nếu như mà có tiền thì người ta cũng vẫn làm cứ như vậy để một tòa nhà trở thành một nơi hoang phế cũng rất đáng tiếc bất quá trong tư liệu mà diệp đình vân cung cấp tòa nhà này là do người nước ngoài xây thời gian tòa nhà xây đã từ rất lâu năm đó giá đất so với bây giờ coi như là cải trắng so với nhân sâm vậy năm đó nếu như đã có thế lực nước ngoài động tay vào khẳng định là sự tình này có thể hiểu được diệp đình vân nhìn thoáng qua mặt hồ rồi nói ở trong hồ có thứ gì sao giang thiếu bạch đáp là sát khí bất quá thì nhẹ hơn tòa nhà kia rất nhiều chúng ta tùy tiện tìm thứ ở trong đáy hồ này đào ra là được diệp miểu nhìn giang thiếu bạch một cái chỉ bằng là ngươi xuống nước mà đào xem Rất có thể đào được bảo vật đó Dù sao quần áo này của ngươi cũng không có đáng tiền Làm bẩn cũng không có tiếc Giang Thiếu Bạch nhìn chằm chằm Diệp Miểu Thầm nghĩ cái tên tiểu tử thối này Tại sao lại cứ chĩa vào mình Đây là trang phục làm việc của tôi đó Làm dơ là sẽ bị phạt đó Lại nói Nước rất sâu Sợ rằng thứ ấy bị chôn sâu Việc này cũng không đến phiên tôi ra tay Giang Thiếu Bạch nhìn thoáng qua rừng cây một chút Diệp Đình Vân nhìn theo ánh mắt của hắn ánh mắt dao động cánh rừng ở bên kia có người hay sao đã muộn như vậy còn có ai ở đây thấy hành tung của mình bị nhìn thấu lâm chi nguyên và vô ưu đại sư bước từ trong rừng ra diệp đình vân từ từ nhìn thấy có hai vị đại sư có chút tò mò mình vẫn nên là cân nhắc một chút cảm thấy mình bị người ta theo dõi diệp đình vân cũng sinh ra buồn bực giang thế bạch nghiêng đầu cười cười hai vị đại sư là phát hiện nơi đây có liên quan đến bãi đỗ xe Mới đến đây sao Lâm Trì Nguyên không đáp Lão chỉ là phát hiện tình huống ở bên bãi đỗ xe Tựa hồ có gì không đúng Nhưng vẫn không biết là vấn đề ở đâu Cho đến khi nghe được Giang Thiếu Bạch Và Diệp Đình Vân nói chuyện Mới sâu chuỗi lại sự việc Nay nghe Giang Thiếu Bạch nhắc tới Lâm Trì Nguyên trong lòng trột dạ Lão có cảm giác Vị tiểu ca cơm hộp này Có lẽ đã sớm biết họ ở gần đây Lúc trước hắn cố ý nói lời kia là muốn chỉ điểm cho họ vô ưu đại sư cũng cười cười nói thật là xấu hổ kỳ thật ta nhìn ra hai vị thiếu gia ra ngoài ta lo lắng các vị gặp phiền toái cho nên mới đi theo nếu như sớm biết vị bà tiểu bằng hữu này ở đây thì ta không cần lo nữa rồi tiểu hữu tuổi còn trẻ mà mắt sáng như đuốc không biết sư thừa là ai sư phụ của ta chỉ là một người ở nông thôn không có danh khí Vô đại sư lại cười nói Thì ra sư phụ của các hạ là ẩn sĩ sao Giang Thiếu Bạch không đáp Lâm Chi Nguyên và Vô ưu đại sư đứng đó một hồi Sắc mặt của hai người bắt đầu nghiêm túc Nhìn mặt hồ Quả nhìn là có vấn đề Diệp Nghị Thiếu Việc này không thể chậm chế Chúng ta tìm người Đem đồ vật ở trong hồ đào ra Diệp Đình Vân cũng gật đầu Vậy được Giang Thiếu Bạch tựa vào thân cây Nghiêng đầu nhìn Lâm Chi Nguyên lòng thầm nghĩ nhìn không ra lão gia hòa này tự nhiên là người cũng hành động chuẩn mực lắm giang thiếu bạch vừa định đi thì bị diệp miểu ngăn lại tiểu ca cơm hộp người có muốn biết ở dưới có thứ gì sao giang thiếu bạch không đáp nếu như hắn đoán không sai ở dưới đáy hồ này chỉ sợ là sát khí mà thứ sát khí này là một loại pháp khí phân nửa là bán thành phẩm mặc dù bán đi thì cũng chỉ có thể hại người nhưng có lẽ là đưa đến chùa miếu thông qua những thủ đoạn đặc thù của phật môn để tiêu trừ sát lực đã có hai vị đại sư cao nhân ở đây việc này cũng không đến phiên hắn hấp thu sát khí có thể tăng thêm thực lực nhưng bất quá cũng xảy ra những hợ... phản tác dụng rất có khả năng lật thuyền trong mương tàu hòa nhập ma tiểu hữu đã tìm đến đây rồi không có lưu lại xem sao Lâm Trí Nguyên đi đến hỏi Giang Thiếu Bạch chớp mắt Ê cũng được Chỉ xem một chút cũng không sao Giang Thiếu Bạch phát hiện Đại sư năng lượng còn rất mạnh Chỉ một cú điện thoại Đã gọi đến hơn mấy chục người Trong đó toàn đều là những lão bản Hơn nửa đêm mà vội vã chạy đến Giang Thiếu Bạch nhìn hai vị đại sư Không khỏi tâm sinh cảm khái Nhìn xem hai vị đại sư này oai phong như thế nào người ta là đại lão bản là những người giàu có ấy vậy còn lão thần côn thì sao kiếm ra vài ba trăm đồng còn bị người ta nói là công phu sư tử ngoạm Ai... giang thiếu bạch thở dài một tiếng thầm nghĩ lão thần côn cũng không biết chạy đi lêu lồng ở đâu nếu như mình gặp được lão tất nhiên là khẳng định là sẽ cười chọc lão một phen chương 56 Ăn củ cải Lâm Tri Nguyên mời theo Chính là một ông chủ kiến trúc sư Hoàng Nam Phong Vị Hoàng Lão Bản này công ty 3 năm trước đây Phong Thủy xảy ra vấn đề Chính là do Lâm Tri Nguyên giải quyết Hoàng Lão Bản đối với Lâm Đại Sư này rất là tin phục Lần này nhận được điện thoại của Lâm Tri Nguyên liền vội vàng chạy đến Hoàng Lão Bản chạy đến Thế bây giờ đã khuya Nguyên bản là Lão cũng không muốn tự mình tới Bất quá cân nhắc vẫn là đích thân đi ngoài dự kiến hai vị thiếu gia nhà diệp gia cũng ở đây so với một quái vật khổng lồ trong kinh doanh như diệp thị thì công ty của hoàng lão bản vẫn là không có đẻ vào mắt có thể tiếp xúc với hai vị công tử diệp gia cơ hội cũng chẳng có nhiều là điều làm cho hoàng lão bản ngoài ý muốn đó chính là vị tiểu ca cơm hộp này hoàng lão bản gần đây phát hiện vị ăn mặc như đặc vụ tiểu ca cơm hộp cũng được nhắc đến trong sự kiện ở bãi đỗ xe muộn như vậy có hai vị đại sư có hai vị công tử diệp ra còn có cả một vị tiểu ca cơm hộp hoàng lão bản cảm thấy tổ, hậu, tổ đội này có chút kỳ quái lặng lẽ hỏi lâm chi nguyên mới biết được vị tiểu ca này cũng là một thuật sư hơn nữa còn là một thuật sư trẻ tuổi trình độ không cổ tồi rất có năng lực hoàng lão bản cảm thán thuật sư cũng rất biết chơi lại còn thích mặc quần áo đi giao cơm hộp giang thế bạch thấy vị hoàng lão bản nhìn mình chằm chằm nhịn không được có chút ngượng ngùng Hắn mơ hồ nghe được Lâm Chí Nguyên đang ám chỉ vị lão bản này. Ý nói là vị tiểu ca cơm hộp này là xuất sư danh môn. Giang Thiếu Bạch âm thầm hổ thẹn, sư phụ của hắn chỉ là một lão thần côn không có tên tuổi. Sự tình lão thần côn này thích làm nhất chính là xôi mình đi ăn trộm gà về cho lão ăn. Lão thật sự cũng không phải là xuất thân danh môn gì, là vị Lâm đại sư này đã quá xem trọng. Sau khi Hoàng lão bản tới, liền cùng với Diệp Gia Huynh đệ bàn bạc. Bất quá thái độ của Diệp Gia Huynh đệ cũng rất lãnh đạm. Hoàng lã bản chú ý tới. Diệp Gia Tam thiếu tựa hồ đối với vị tiểu ca kia rất để bụng, thái độ kỳ quái, mang theo vài phần địch ý nhưng lại mang theo vài phần kính ý. ở trong hồ công viên rất nhanh đã bị máy bơm bơm cạn. Giang Thiếu Bạch âm thầm cảm thán người có tiền làm cái gì cũng dễ. một hồ nước nước lớn như vậy rất nhanh đều đến cả gần hai chục cái máy bơm công suất lớn mà hút cạn đồ vật ngầm ở trong hồ tựa hồ như chôn rất sâu mọi người nỗ lực một hồi cuối cùng lấy được cái thứ nọ ra là một pháp khí dạng hình tam lăng một cỗ sát khí ầm ầm ập tới là sát khí quá nồng đậm cho dù giang thiếu bạch không có chủ động hấp thu thì vẫn có một bộ phận sát khí chảy vào trong thân thể của hắn giang thiếu bạch quẹt quẹt mồ hôi Mơ hồ trong người cũng cảm thấy khó chịu Hắn nhìn sang Diệp Đình Vân Thầm nghĩ Giá như bây giờ mà họ được hôn một cái thì tốt Hôn một cái Vấn đề đau đầu là có thể giải quyết được Đại khái cảm giác được Ánh mắt nhìn trộm của Giang Thiếu Bạch Diệp Đình Vân cũng nhìn thoáng qua Diệp Đình Vân dường như nhìn ra điều gì Trong đôi mắt Thanh tỉnh kia mang theo vài phần hài hước Khóe miệng lại hiện lên một nụ cười rào hoạt Giang Thiếu Bạch cũng ngượng ngùng đảo mắt Mỹ nhân cười khuynh quốc khuynh thành. Gia hỏa diệp đình vân này quả thật là có chút phạm quy. Bất quá một người đàn ông đẹp trai như vậy lại có lợi ích gì chứ? Diệp Miểu ngăn ở trước mặt Giang Thiếu Bạch, nghiến răng nghiến lợi. Này, người đang nghĩ cái gì vậy? Giang Thiếu Bạch mỉm cười. Thôi được rồi, khuya rồi, ta đi trước. Sao đi nhanh như vậy? Diệp Miểu phồng mồm. Không đi. À, người có thể cho tiền tăng ca của cho ta không? Giang Thế Bạch tức giận nói Diệp Miểu có chút buồn bực Người trong đầu lúc nào cũng chỉ có tiền sau Hắn khinh thường nhìn Diệp Miểu một cái Lên đẩy đẩy kính dâm nghiêm túc <laughs> Loại người phú nhị đại như ngươi Không biết người lao động chúng ta làm việc vất vả như thế nào đâu Sống một đời Tiền còn tiêu Tiền còn kiếm chưa đến trăm triệu đâu Diệp Miểu nhìn cái tên gia hỏa ăn mặc như đặc vụ này Làm sao giống như người lao động bình thường chứ Tiểu hữu Nếu như mà thiếu tiền Vậy Có thể nhờ cậu Giúp chúng ta chuyện ở bãi đỗ xe được không Chúng ta có thể trả tiền công đó Lâm Tri Nguyên nghe vậy liền nói Rằng Thiếu Bạch nguyên bản Muốn đưa bước chân dừng lại Tiền công sao Ông tính toán bao nhiêu Lâm Tri Nguyên cao mày suy nghĩ một chút Rồi nói Là 600 vạn Rằng Thiếu Bạch chớp mắt Thiên sư có nhiều tiền như vậy sao Tùy tùy tiện tiện Tiền một lần làm công như vậy Mà đã cao như thế Lão thần côn vì sao lại bê bết như vậy Đến cả cái tivi cũng không mua được Không lẽ là lão thần côn Không có kỹ thuật lừa đảo hay sao Được Diệp miểu kinh dị nhìn Giang Thiếu Bạch Này người đáp ứng là người đáp ứng Giang Thiếu Bạch liếc mắt nhìn Diệp miểu Vì sao lại phải từ chối Là 600 vạn đó Tôi đi giao cơm hộp cả đời cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy đó Hắn thoạt nhìn Tưởng như là người cương trực công minh Coi tiền tài như cặn bã hay sao Được cơm hộp Cả đời cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy Nhưng Diệp Miểu nghĩ Cái tên gia hỏa này đâu có phải thật sự là người đưa cơm hộp Chỉ là giả mạo đưa cơm hộp Lâm Bằng có chút ác liệt 600 vạn Ê Là không ít đầu là tiện nghi cho cậu đó Lâm Chí Nguyên có chút không vui Nhìn Lâm Bằng Lúc này vư đại sư sau một hồi kiểm tra Oán khí thật là cường đại Sắc mặt của Giang Thiếu Bạch cũng rất khó coi Hẳn là vì oán khí ngâm ở trong nước hồ Cũng lại nồng đậm oán khí quá lâu Thời điểm một người đã chết nếu như chứa đầy oán khí Máu ở bên trong có thể lây nhiễm oán khí Bất quá một thời gian dài oán khí này cũng sẽ tiêu tán Máu chứa oán khí cũng không có dễ tìm Bất quá Nói khó cũng không khó Chỉ cần đem một người hành hạ cho đến chết Sau đó lấy máu của người đó là được Pháp khí này chế tác Hẳn là không đơn giản Lâm Tri Nguyên nói Lấy đồ vật ra đi Tôi có thể trở về ngủ Lâm Tri Nguyên liếc mắt nhìn Giang Thiếu Bạch Các hạ Đi như vậy không để lại phương thức liên lạc sao Giang Thiếu Bạch phất tay Không cần đâu Tôi nghĩ rồi Việc này quá phiền toái Tôi đưa cơm hộp vẫn là tốt hơn lâm chi nguyên cao mày tiểu hữu xin dừng bước giang thiếu bạch chợt lóe lên đã không thấy tâm hơi lâm chi nguyên nhìn người biến mất vô tung vô ảnh không khỏi có chút bất đắc dĩ diệp miểu nói ra họa này Lộn ra lộn xộn sự tình đã đáp ứng đảo mắt lại đổi ý bất quá diệp miểu liếc mắt nhìn lâm bằng nghĩ thầm có lẽ là vì thái độ của lâm bằng cho nên đối phương mới cự tuyệt mối làm ăn này tuy rằng đây là một con quỷ tham tài thế nhưng tính tình cũng không phải là không tốt còn đồ đệ của lâm chi nguyên này mới gọi là cái tên quá phận hai vị đại sư hình như là vì nhị ca mà đi theo tới đây diệp miểu nghĩ tính ra có lẽ cái tên đưa cơm kia có khi còn tu vi cao hơn cả hai vị đại sư diệp đình vân nhìn sắc trời đã có chút muộn chúng ta đi về Giang Thiếu Bạch thời điểm trở về ký túc xá đã là 3 giờ sáng, cửa ký túc xá đã đóng, bất quá cũng không làm khó được. Sự tình trèo tường nhảy tường đối với Giang Thiếu mà nói hoàn toàn không thành vấn đề. Hắn nhẹ nhàng đi vào phòng ký túc xá. Từ dưới gầm giường lấy ra một cái túi, sau đó lấy cái củ cải bắt đầu gặm. Một đạo ánh đèn lóe lên. Giang Thiếu Bạch nhìn sang, Bách Quang Vũ không biết từ bao giờ đã mở ra di động, bật đèn flash chiếu sang bên này. Nhìn cái gì mà nhìn Đi ngủ đi Bách Quang Vũ lắc lắc đầu nói Ây Lão Tứ Cậu muộn như vậy về Về lại còn đi ăn củ cải bồi bổ thân thể à Tác dụng của củ cải Bách Quang Vũ tự nhiên là biết Nguyên nhân cũng rất rõ Bách Quang Vũ dường như nhìn ra chân tướng gì đó Lão Tứ này khẳng định Đi ra ngoài ăn xương với một em gái nào đó Bởi vì năng lực không đủ Cho nên Nửa đêm mới quay về ăn thêm lương thực bổ sung bách quang vũ trong lòng cảm thán một phen lão tứ tuy rằng là cao nhân nhưng cao nhân cũng có phiền não hay sao tại sao ăn nhiều như vậy liệu không có vấn đề gì chứ giang thiếu bạch vỗ vỗ lên mặt của bách quang vũ sau đó đem hắn ấn lại vào giường thôi đi ngủ đi bách quang vũ thầm nghĩ lão tứ như vậy thật sự là quá đáng làm ơn cho ta vài miếng được không ê à, cậu đó Quả nhiều việc như vậy làm gì Ngủ đi Cái này không ăn nhiều không có tốt đâu Giang Thiếu Bạch cũng đoán được Lão Gia Hỏa Bách Quang Vũ này đang chửi thầm cái gì Bất quá đi ra ngoài một vòng Hắn cũng có chút mệt mỏi Liền quay lên giường nằm ngủ Ngủ một mạch đến 10 giờ sáng hôm sau mới dậy Ở trong ký túc xá Chỉ còn lại một mình Bách Quang Vũ Giang Thiếu Bạch liếc mắt nhìn Bách Quang Vũ Này cậu không đi ra ngoài chơi sao Bách Quang Vũ chớp mắt ấy ở à, câu lạc bộ giải tán rồi gần đây cũng chẳng có cái việc gì ta tốt nhất vẫn là tu tâm dưỡng tính nữa giang thế bạch gật đầu cậu ra ngộ như vậy là tốt đó này cái phù bình an kia cậu bán thêm cho tôi hai cái được không bách quang vũ nói giang thế bạch liếc mắt cậu muốn nhiều như vậy làm gì chẳng lẽ những cái đồ lúc trước cho cậu cậu cầm đem cho các em gái hết à bách quang vũ mặt đỏ bừng lên Ê, chủ yếu là cho người nhà đó còn có hai cái bán cho người trong câu lạc bộ cậu yên tâm Ê, tôi bán tôi nói với bọn họ đây là phù bình an mà mẹ tôi cầu được đó hay tôi trộm ở trong ví của mẹ tôi không có bại lộ thân phận của cậu đâu giang thiếu bạch bĩu môi lắc lắc đầu à, quả nhiên là đem đi cho các em gái mà bách quang vũ cũng không nói nữa giang thiếu bạch chống cằm cậu muốn mấy cái là 30 cái đó Hê, hey, Nếu như không có nhiều như vậy thì 20 cái cũng được đó Giang Thế Bạch liếc mắt 30 cái Cậu chắc chứ 30 cái là 300 vạn đó Bách Quang Vũ gật đầu Ờ à, ừ. Giang Thế Bạch chớp mắt Có thì có Nhưng cậu cần nhiều như vậy làm gì Ngày hôm qua Trong lúc nhất thời giận dỗi Bỏ cuộc làm ăn hơn 600 vạn Giang Thế Bạch nghĩ Có chút tiếc nối Bất quá à. Hắn nghĩ lại khi bình tĩnh Chỉ cần vẽ phù là có thể kiếm được tiền như vậy Cũng không cần phải đi cực khổ Làm những sự tình nguy hiểm Tên đồ đệ của Lâm Tri Nguyên kia Bản lĩnh cũng chẳng ra gì Thế nhưng lại kiêu ngạo mắt đặt trên đầu Thật sự nếu như kiếm mối làm ăn này Khẳng định là cũng sẽ phải gặp gỡ cái tên ngứa mắt đó ấy muốn nhiều như vậy tất nhiên là phải có ý đồ chứ Bách Quang Vũ nói Rằng thiếu Bạch Thầm nghĩ, mối làm ăn đến tiền đưa đến cổ không làm không được, hắn cũng không cần thiết. Hắn còn muốn kiềm, kiếm thật nhiều tiền, mua nhiều nhân sâm linh chi một chút, hiện tại hắn ăn uống nhiều hơn, sát khí phản vệ cũng nghiêm trọng hơn. Chương 57. Yêu cầu kỳ quái. Lâm Trinh Nguyên và Vô Ưu Đại Sư Là vẫn có trình độ Ước chừng hiểu ra vấn đề Rất nhanh Động tay động chân ở mấy địa phương đều đã được tìm ra Sáu kiện pháp khí Đã được bày ra trước mặt của đám Vô Ưu Đại Sư Vô Ưu Đại Sư khuôn mặt lạnh lùng Là Lạ danh tác đó Nếu như bọn họ chỉ là Nghĩ Long Mạch Ở dưới bãi đỗ xe trở thành tà vật Vậy chỉ cần hủy đi Long Mạch Bất quá hiện tại cũng rất là phiền toái Long Mạch bị chấn áp nhiều năm lại còn bị tà khí ô uế trở nên vô cùng hung bạo hiện giờ chấn áp cũng chỉ còn dư lại mỗi bãi đỗ xe ngầm đó bất quá sự tình tiến hành đến bước này hai vị đại sư cũng không dám tùy tiện hành động thiếu suy nghĩ bọn họ lấy ra sáu kiện pháp khí khiến cho long mạch khôi phục lại một ít thế nhưng sinh linh ở bên trong lòng mạch long mạch thực lực cũng khôi phục lại không ít nếu như hành động tùy tiện rất có thể sẽ bị sinh linh nọ công kích Là sẽ vô cùng phiền toái Vụ đại sư thở dài Chuyện đã đến nước này Chỉ sợ chỉ còn cách là phá Rồi lập đợ Chỉ có là Một khi phá hư quá khủng khiếp Sẽ xảy ra mạng người Sẽ rất phiền toái Vốn dĩ Lúc trước đã có người giữ bí mật Bãi đỗ xe này Đã có vài người chết Không ít người cũng đang nhìn chằm chằm vào nơi đó Lâm Tri Nguyên lắc đầu, bởi vì sáu kiện pháp khí lấy ra, cho nên tòa đại lâu kia cũng không có yên ổn. Con đường ở bên cạnh tòa cao ốc hiện tại cũng đã bị phong tỏa. Những việc này không biết đến tụt cùng là ai làm đây. Vô ưu đại sư cũng đã xem tin tình báo, cấp trên đối với việc này cũng rất chú ý. Bất quá đã nhiều năm qua rất khó lội ngược dòng. <laughs> Sự tình bãi đỗ xe coi như là nhiệm vụ quan trọng trong tốp hàng đầu mà cấp trên ưu tiên đó vị tiểu ca cơm hộp kia mấy ngày nay cũng không xuất hiện sao vô ưu đại sư nói lâm tri nguyên thở dài gật đầu vô đại sư còn muốn hỏi một chút sự tình về vị tiểu ca cơm hộp nọ bất quá từ sau hôm ở trong rừng dạ phong người nọ không hề xuất hiện vô đại sư nhìn lâm bằng ít nhiều cũng có chút oán trách sư phụ người nọ người nọ đã khái là thấy năng năng lực không đủ thì mới cự tuyệt Gia hỏa này sợ nguy hiểm giống như là con rùa đen rụt đầu hắn còn trẻ tuổi như vậy ờ, trông cậy vào hắn cũng không có tác dụng đâu lâm bằng nói lâm chị nguyên quét mắt nhìn lâm bằng bất đắc dĩ người đó người bớt tranh cãi đi thật sư con đường này tần người có thiên phú dị bẩm học một hai năm sẽ bằng người học vài thập niên đó Vô ưu đại sư tay lần chẳng hạt Thật lạc của vị tiểu hữu kia Thật sự là bất phàm Đừng nói ánh mắt của đối phương Nháy mắt Vô tung vô ảnh biến mất Mà hai vị lão đại đứng đó Còn không nhìn ra được Đủ để biết thực lực mạnh mẽ như thế nào Lại nói Diệp nhị thiếu à, dường như dạo này lại không khỏe sao Lâm Chi Nguyên gật gật đầu Đã mấy ngày nay ta cũng không thấy bóng Vô ưu đại sư có chút nghi hoặc diệp gia nhị thiếu già rút cục là có bệnh gì vậy lâm chi nguyên cùng vô ưu đại sư có thể rất nhanh tìm được sáu kiện pháp khí cũng là do phúc của diệp đình vân diệp đình vân hiện tại tránh không gặp mặt cho nên hai lão già có chút nghi ngờ diệp đình vân ngồi ở trên xe lăn ở trên đùi trải một tấm chăn mỏng diệp miểu đẩy cửa đi ra diệp đình vân nhìn thoáng qua diệp miểu nhàn nhạt cậu đã đến nhị ca tên kia vẫn chưa lộ diện Mấy ngày nay Diệp Miểu vẫn luôn chạy ngược chạy thôi xuôi theo hai vị đại sư. Bất quá vẫn không thấy vị tiểu ca cơm hộp nọ. Diệp Đình Vân gật gật đầu, bình tĩnh nói. Nếu như ngày đó đã cự tuyệt mối làm ăn, hẳn là sẽ không xuất hiện. Vậy chẳng lẽ gia hỏa này thật sự đi đưa cơm hộp sao? Diệp Miểu giàu dĩ. Diệp Đình Vân mỉm cười. Cũng không phải là không có khả năng này. Này, nhị ca, nhưng mà anh không thể chờ đợi được. Diệp Đình Vân nhìn hai chân của mình Đầu gối bên dưới của hắn Đã biến thành rễ cây Trình độ chuyển biến cũng rất xấu Diệp Miểu nghiến răng Vẻ mặt như đưa đám Nhị ca Này Anh cũng không thể nào đứng lên đi lại được Diệp Đình Vân nắm chặt tay Đâu phải là lần đầu tiên đâu Người cũng quen đâu Mỗi một lần biến thành cây Tim của hắn càng đập càng chậm Lần này tình huống tương đối nghiêm trọng tim đập đặc biệt chậm mạch đập dường như là muốn biến mất diệp đình vân dâng tay lên chỉ cảm thấy ở bên trong tĩnh mạch máu lưu thông sắp sửa rừng nếu như cứ như vậy hắn sẽ biến thành người cây thậm chí còn biến thành người chết diệp miểu tím mặt loại chuyện như vậy làm sao mà quen được bất quá nhị ca tình huống này của anh chuyển biến xấu quá nhanh đó liệu rằng có liên quan gì đến đồ vật ở dưới tầng ngầm không diệp đình vân gật gật đầu có lẽ vậy đồ vật ở dưới tầng ngầm của bãi đỗ xe tựa hồ muốn dạy hắn biện pháp vận chuyển dòng khí ở trong máu thế nhưng cỗ khí lưu này thật sự là quá bàng bạc bằng năng lực của hắn cũng không thể khống chế được bất quá chỉ cần hắn học xong biện pháp kia thì không cần phải chịu nỗi đau đớn trong cơ thể này nữa mấy lần trước thân thể của hắn xảy ra vấn đề Thường là dựa vào thương phương thức này để giải quyết Hắn cũng không thể mỗi một lần Đều dựa vào phương thức này được Đem sinh tử của mình giao phó Cho một người giấu đầu lộ đôi Là quá nguy hiểm Ở trong ký túc xá Giang Thế Bạch nhìn Bách Quang Vũ Là Diệp Đình Vân mấy ngày nay không có đi học sao Bách Quang Vũ lắc đầu Là không có tới đó Tôi nghe nói là bị bệnh đó Lão Tứ Cậu biết chuyện này là thế nào không giang thiếu bạch không biết không lẽ lại biến thành cây bách quang vũ chậm rãi gật đầu tôi nghe nói là bị bệnh truyền nhiễm đó cũng không ai dám đến thăm là giang thiếu bạch co mày thầm nghĩ không cho người thăm quả nhiên là biến thành cây cũng không biết tình huống cụ thể ra sao nữa theo lý mà nói hẳn là không nhanh như vậy chứ không lẽ là có liên quan đến bãi đỗ xe ngầm lúc trước thời điểm ở rừng phong gặp được diệp đình vân đối phương tựa hồ nhắc tới một giấc mơ là long mạch sinh linh báo mộng làm cho thân thể của diệp đình vân chuyển biến xấu lúc trước ở thời điểm ở tầng ngầm bãi đỗ xe cỗ hương khí trong cơ thể của diệp đình vân tựa hồ như cũng là bị kích phát vậy sinh linh kia là muốn gì diệp đình vân hẳn là cũng không đắc tội với thứ đó chứ rằng thế bạch hít sâu một hơi tôi ra ngoài xem tình huống một chút Bách quang vũ do dự đi ra ngoài thì chú ý an toàn đó tôi nghe nói à, diệp gia lão tam ở bên kia ấy còn đang theo dõi một vị tiểu ca cơm hộp ở à. giang thiếu bạch cũng không đáp tên diệp miểu này có thể thử mà xem nhìn dáng vẻ lần này có lẽ cũng nên cẩn thận gã một chút giang thiếu bạch tự định hình con đường đi đến rừng sâu trong dạ phong ở trong rừng rậm này sát khí sau khi bị rút ra Ở trong hồ còn lưu lại sát khí một chút Bất quá có thể cảm giác được là sát khí đang từ từ tiêu tán đi Qua một thời gian cái hồ này sẽ khôi phục lại bình thường Năm địa phương khác cũng không sai biệt Chính là như vậy Giang Thiếu Bạch đi đến phụ cận bãi đỗ xe Vừa đến gần liền có cảm giác như là bị theo dõi Là người này sao? Rất lén lút Này, gia hỏa này đeo kính dâm hắn liệu có phải là tiểu ca cơm hộp hay không tam thiếu gia muốn tìm chính là tên tiểu ca cơm hộp tuy không có mặc quần áo đồng phục đưa cơm hộp nhưng giao hỏa này không có bình thường là không quá bình thường này hắn còn chưa chắc đã có bản lĩnh gì đó hắn đeo khoan quảng cổ trông giống như là con quỷ chết rét có phải chính là cái tên giao hỏa mà tam thiếu gia muốn tìm ai à, có muốn bắt hay không nếu nhầm bắt sai thì sẽ ảnh hưởng không tốt lắm tam thiếu gia đã nói thà là bắt sai chứ không thể bắt không thể bỏ qua được vậy bắt lẻ giang thiếu bạch nhíu mày thầm nghĩ tin tức của bách quang vũ cũng rất thông linh gia hỏa diệp miểu này quả nhiên là đang muốn bắt tiểu ca cơm hộp bởi vì trước đó đã nghe tin tức giang thiếu bạch mặc một thân áo gió bình thường bất quá là vẫn bị phát hiện vài người đến muốn về bắt giang thiếu bạch hắn bất đắc sĩ trợn mắt lên ra tay hất tung mấy người muốn bắt mình lăn lông lốc một bên mấy người mà diệp miểu gọi đến thân thủ cũng chỉ là cao cường hơn người bình thường một chút nhưng so với giang thiếu bạch thì còn kém xa diệp tam thiếu bảo bọn họ dừng tay tôi nếu như không cẩn thận mà đả thương bọn họ thì khẳng định là cậu sẽ tốn tiền thuốc men đó mấy tên bị giang thiếu bạch chọc giận Bất quá Diệp Miểu cũng phải hô dừng tay Bởi vì cảm thấy võ lực của Giang Thiếu Bạch là rất mạnh mẽ Một đám gia hỏa chỉ biết khô tay múa chân Làm sao có thể khống chế được Giang Thiếu Bạch đây Gần đây thực lực của hắn đã tăng lên không ít Sức lực cũng tăng trưởng không nhỏ Muốn khống chế được sức lực Không đánh những người này nội thương Thật ra cũng phải cố gắng lắm Diệp Miểu liếc mắt nhìn Giang Thiếu Bạch nói Ở đây nói chuyện không tiện Ngươi đi theo ta Giang Thiếu Bạch cũng nhìn Diệp Miểu thầm nghĩ tiểu tử này không lẽ lại yêu cầu hắn làm việc sao thái độ cầu người mà lại còn oai phong như vậy tam thiếu hụ. mấy người ngăn cản diệp miểu giang thiếp bạch đánh giá là mấy người này cũng không yên tâm để cho diệp miểu đi theo mình diệp miểu phất tay để cho bọn kia lui đi giang thiếp bạch đi theo diệp miểu tới một chỗ yên lặng vẻ mặt nghiêm túc sinh mạng của nhị ca ta giang thiếp bạch nghe như thế thì kêu lên một tiếng Ta muốn xin người cái kia Giang Thế Bạch khó khăn Nghiêng đầu Cái kia là cái gì Cái đó chính là cái đó Cái đó là cái nào Tên Giao Hỏa Diệp Miểu này Nói chuyện cứ lắp ba lắp bắp Nửa câu nói nửa câu giữ Người có tiền là đều thích nói chuyện linh tinh như vậy hay sao Diệp Miểu có chút tức Muốn học máu Ờ, à, ta, ta xin người hồn nhị ca của ta một lần Quả nhiên là như vậy giang thế bạch cố ý lộ ra bộ dáng ngượng ngùng, Ê, cái này không tốt lắm đâu. Ta và nhị ca của người đều là nam nhân đó, ta còn là một người chính trực ngây thơ, người không thể hiểu được ta dâng lên nụ hôn đầu tiên này, ta sẽ đau lòng như thế nào đâu. Diệp tam thiếu, nếu như không thể hiểu được, thì làm sao lại đưa ra yêu cầu này? Một người đàn ông bình thường hôn một người đàn ông, đúng là có chút kỳ quái, nhưng bất quá. Là Diệp Đình Vân thì cũng không có gì quá ghê gớm Diệp Miểu thẹn đỏ mặt Một lúc lâu sau mới nói Nụ hôn đầu tiên Người vẫn còn nụ hôn đầu tiên sao Giàng Thiếu Bạch trước mắt Giống như là đã không còn à, Nụ hôn đầu tiên của ta đã không còn Nhưng ta còn nụ hôn thứ hai đó Diệp Miểu cạn lời Cái tên hỗn đản này Nụ hôn thứ hai còn tính gì liên quan đến nụ hôn đầu tiên Hôm nay ban ngày Nhị ca của ta cũng đã lâm vào hôn mê Diệp Mèo giàu dĩ Giang Thiếu Bạch giật mình Tình huống nghiêm trọng như vậy sao Hắn nhìn biểu tình của Diệp Mèo Cũng không có tiếp tục trêu đùa nữa Nếu vậy đưa ta đi gặp nhị ca ngươi Diệp Mèo nhìn Giang Thiếu Bạch hồ nghi Đi xem thì được Nhưng như người có thể giải quyết vấn đề của nhị ta, ca ta không "Ai, à, Cái tên này nghi thần nghi quỷ Người muốn thế nào ở à, Người lúc trước hôn trộm nhị ca của ta là ngươi Giang Thiếp Bạch thở dài Không sai Ta lần trước sau khi hôn nhị ca của ngươi Đã nhảy qua cửa sổ Ngươi là cái đồ nhát gan Diệp Miểu nói Giang Thiếp Bạch nghiêng nghiêng đầu Này Ngươi muốn ta và nhị ca của ngươi Cái này không phải là không thể Bất quá Ta cần tiền Nếu như Diệp ra các ngươi không ngại Ta có thể ở rẻ đó Đến lúc đó tùy tiện Phân cho ta 10 phòng 8 phòng là được rồi Diệp Miểu cũng cạn lời cái gì mà mời phòng tám nhà cái tên Vương Bát Đạt. Này, ta không có nói là là ngươi chịu trách nhiệm với nhị ca của ta. À, Diệp Tam thiếu, ta nói tại sao ngươi lộn xộn như vậy? Diệp Miểu nghiến răng nghiến lợi, giải quyết vấn đề trước mắt đã. Được, đi thôi. Chương 58, hôn một cái không được. Giang Thiếu Bạch ngồi trên xe của Diệp Miểu, đi vào nhà của Diệp gia, Giang Thế Bạch tâm tình có chút vi diệu, thời điểm vừa mới đến kinh đô, hắn đã tới cái căn nhà này một lần, bất quá chỉ là đi ngoài cửa một vòng. Nghe nói, Diệp gia không có nhị tiểu thư mà chỉ có nhị thiếu gia, hắn đã bị dọa đuổi đi. Nghe nói tiếp, Diệp Miểu còn truy tìm hắn, bất quá lúc đó hắn ẩn thân. Cái tên Diệp Miểu ngu ngốc này tự nhiên là không có tìm được, đi vòng vòng cuối cùng lại vẫn quay về tòa nhà lớn này diệp miểu ngó ngang giang thiếu bạch một cái ngữ khí bất thiện này người đang suy nghĩ cái gì vậy giang thiếu bạch cười cười nói à là tôi đang suy nghĩ tòa nhà này thật lớn đó không biết tôi phấn đấu đến bao giờ mới mua được diệp miểu có chút điềm nhiên nói nếu như chỉ dựa vào đi giao cơm hộp mà nói thì đại khái cả đời cũng không mua nổi đâu giang thiếu bạch cạn lời cái tên tiểu tử thối diệp miểu này cái miệng thật là ác độc bất quá diệp miểu nói tuy không có dễ nghe nhưng lại là nói thật giá nhà rốt cuộc bao giờ mới có thể hạ xuống đây nói đến dựa vào tên thổ hào ngu ngốc bách quang vũ hiện tại gia thân cũng đã mấy trăm vạn tiền nhiều như vậy ở đế đô cũng có thể mua được một căn nhà nhỏ người của đế đô mấy trăm vạn ở nông thôn có thể mua cả một đại biệt thự Thế nhưng ở đấy đô thì chỉ mua được một căn hộ nhỏ mà thôi. Diệp Miểu mang theo Giang Thiếu Bạch đi đến gian phòng của Diệp Đình Vân. Và trong phòng Giang Thiếu Bạch đã cảm thấy từng luồng linh khí đang nhắm vào thân thể của mình. Diệp Miểu đóng cửa lại lặng lặng nhìn Giang Thiếu Bạch. Hắn chớp mắt thầm nghĩ. Tên tiểu quỷ bộ dáng như vậy tựa hồ như là không có tính. Tên tiểu tử thối này đang muốn xem mình hôn môi với Diệp Đình Vân hay sao? Hôn môi thì có cái quái gì thật là cái thú vui ác độc diệp miểu mở to mắt không chớp nhìn giang thiếu bạch giang thiếu bạch cũng chớp chớp mắt không buông tay này cậu đừng có nhìn tôi như vậy là tôi ngượng ngùng nó nói vậy da mặt của cậu dày như vậy sao diệp miểu chính từ nghiêm túc nói tên gia hỏa diệp miểu này từ đâu mà đưa ra cái kết luận như vậy hắn da mặt đâu có dày như thế chứ hắn rõ ràng là một đứa bé ngây thơ mà Diệp Miểu có chút kích động Cậu nói mau đi Lần trước có phải chính là cậu cắn nhị ca của tôi Giang thiếu Bạch lại tiếp tục cạn lời Hai tình huống lần trước đều có chút đặc thù Đầu tiên là hắn đần độn Lần thứ hai là bị sát khí mê hoặc tâm trí Bất quá Hắn cũng đã thành tỉnh đấy chứ Giang Thiếu Bạch đi tới bên giường nhìn qua Sắc mặt của Diệp Đình Vân tái nhợt nhạt Đang nằm đó Hắn thầm nghĩ Tuy là một người đàn ông nhưng tướng mạo của diệp đình vân quả nhiên rất xuất chúng khó trách trường đại học yên đại phong hắn là đệ nhất mỹ nhân làn da của đối phương không biết là dùng mỹ phẩm gì trong suốt như tuyết lông mi thật dài giống như là một con bướm đen vậy tuy rằng đang nhắm mắt nhưng vẫn xinh đẹp không gì sánh được so với ngày thường thì lại trông ra vài phần yếu đuối làm người có chút lo lắng Hắn cũng giống như vậy, hắn giống như là những bông tuyết bị ánh mặt trời chiếu vào lền tan biến. À. Nhìn trông giống như là mỹ nhân đang ngủ. Giang Thế Bạch gật gật đầu, miên man bất định, công chúa đang lâm vào cơn ngủ say, chờ hoàng tử của mình hôn môi thức dậy. Diệp Miểu cũng bực bội nói, "Này, cậu nói vô nghĩa cái gì vậy?" Ánh sáng ở trong phòng yếu ớt, lộ ra sắc thái vô cùng mỹ lệ. Mỹ nhân đang nằm ưu nhã ở trên giường Là một màn tốt đẹp biết bao Giang Thiếu Bạch liếc Diệp Miểu một cái Tên tiểu tử thối này vẫn còn ở đây Nếu như hắn mà không có ở đây Nhất định có lẽ mình sẽ nổi lên tình thú Nhanh lên Giang Thiếu Bạch thầm nghĩ Còn mẹ nó chứ Đâu có phải là đói đi ăn cơm đâu Mà thúc giục cái gì chứ Hắn còn đang muốn dâng lên cảm xúc một chút Giang Thiếu Bạch sốc sốc khăn quàng cổ sau đó, đặt nhẹ lên môi của Diệp Đình Vân một nụ hôn. Môi của Diệp Đình Vân rất mềm mại, Giang Thiếu Bạch có cảm giác như say như mê. Diệp Miểu nhìn Giang Thiếu Bạch thành công. Lên vội vàng đẩy Giang Thiếu Bạch qua một bên, kiểm tra tình huống của Diệp Đình Vân. Giang Thiếu Bạch không kịp chuẩn bị, bị Diệp Miểu đẩy qua một bên, có chút giật mình. Hắn vừa ngẩng đầu, xem tên giao hỏa Diệp Miểu này làm gì, định là qua cầu rút ván hay sao? Ở trên giường, Diệp Đình Vân đang nhắm hai mắt. Cũng tình huống không có gì chuyển biến tốt đẹp. Này, vô dụng. Tại sao lại vô dụng? Là cậu gạt tôi. Diệp Mèo có chút kích động nói. Giang Thiếu Bạch ngồi xuống mép giường. Tình huống nhị ca của cậu lần này là tương đối không ổn đâu. Hôn môi bình thường là không còn tác dụng. Diệp Đình Vân ở trên người linh khí quá nồng đậm. Thông qua hôn môi, linh khí chảy sang cơ thể của Giang Thiếu Bạch so với linh khí trong cơ thể của Diệp Đình Vân giống như là mối bỏ bẹ vậy. Giang Tiếp Bạch phát hiện mình cũng không thể nào hấp thu hết hơi thở ở trên người của Diệp Đình Vân. Hắn cân nhắc có lẽ chỉ hấp thu trong tình huống mình có quá nhiều âm khí và sát khí thì mới có thể dùng linh khí của Diệp Đình Vân để trung hòa. Diệp Miểu đỏ mặt, hôn môi không được. Vậy, vậy, vậy làm thế nào mới được? Không lẽ cậu muốn... Giang Thế Bạch chớp mắt Cậu nghĩ cái quái gì vậy Sau đó lên quả mắng Tuổi còn trẻ Đừng có để đầu óc nghĩ linh tinh đó Nghe nói vị Diệp Tam Thiếu này Đối với Diệp Nhị Thiếu Sự tình đính hôn từ trong bụng mẹ Có chiều bất mãn Giang Thiếu Bạch cảm thấy vị tiểu thiếu gia này Xem ra cũng rất có giáo dục Tuy rằng không nhất định phải là gay Thế nhưng Diệp Đình Vân nói thì Có lẽ cũng nên thử một lần Người Diệp miểu nghiến răng nghiến lợi trong lòng đang cố gắng đè nén rồi không biết nói gì nữa giàng thiếu bạch liếc mắt nhìn diệp miểu tiểu từ thối người vẫn còn là non nớt Ng người có biện pháp nào sao diệp miểu giàu dĩ biện pháp biện pháp thì cũng phải từ từ mà nghĩ giàng thiếu bạch suy nghĩ một thoáng rồi nói chắc chắn pháp khí đào được ra để ở đâu hắn cảm giác ở trong nhà có một cỗ sát khí rất đồng đậm bất quá tựa hồ như sát khí đang bị trấn trụ diệp miểu đề phòng ngươi hỏi cái này làm gì pháp khí đào được đều là sát khí mà sát khí cực kỳ lợi hại nếu như cứ để thoải mái ra ngoài có thể bán được không ít tiền thế nhưng sát khí quá nhiều có thể hại người giang thiếu bạch liếc mắt nhìn diệp miểu thân thể của tôi cũng có chút đặc thù nếu như có sát khí tôi sẽ có biện pháp cứu nhị ca của cậu đó diệp miểu hoài nghi ngươi nói thật chứ sát khí có thể cứu người nghe cũng không có đáng tin cái tên gia Hòa này tự hồ cũng không phải là loại tốt đẹp gì giang thiếu bạch gật gật đầu nói tôi lừa cậu làm gì ai, ai mà biết được giang thiếu bạch nhìn Diệp mèo nghiêm túc này rốt cuộc là cậu có muốn cứu nhị ca cậu hay không đem một pháp khí lại đây giang thiếu bạch có chút không yên tâm được rồi tôi đi cùng cậu đó là pháp khí người bình thường mà chạm vào có thể sẽ xảy ra chuyện này anh đừng có xem thường ta nói sát khí kia cũng đã bị phong bế rồi giang thiếu bạch cũng gật đầu hành động đi đừng có miễn cưỡng rất nhanh diệp miểu từ trong tầm tầng, tầng ngầm lấy ra cái thứ chứa sát khí người đừng có làm xằng làm bậy đó sát khí này khẳng định là rất nguy hiểm nếu như xảy ra cái gì sẽ bị truy cứu đó giang thiếu bạch liếc mắt nhìn diệp miểu à xem như cậu bị dọa sao Hắn đối với sát khí này cũng không có hứng thú Chỉ là sát khí này lại có hứng thú với hắn vậy Giang Thiếu Bạch đem sát khí hút vào bên trong Vừa hấp thu sát khí Đồng thời linh khí tràn đầy ở trên người của Diệp Đình Vân Cũng thuận thế tiến vào trong cơ thể của hắn Diệp Miểu nhìn sát khí ẩn ẩn trước mặt của Giang Thiếu Bạch Cảm thấy cái pháp khí này tự hồ có chút thay đổi Diệp Miểu nhìn qua Diệp Đình Vân Thấy lông mi của Diệp Đình Vân nhấp nháy hắn liền tràn đầy hưng phấn nhào tới diệp đình vân vẫn chưa có tỉnh bất quá diệp miểu phát hiện tình huống của diệp đình vân đã tốt hơn rất nhiều nguyên bản tay chân biến thành cành cây khô chậm rãi trở lại thành chân người hắn đảo con mắt thầm nghĩ hắn chỉ sợ là hiểu lầm điều gì tựa hồ không cần hôn môi cũng được đáng chết sớm biết không cần để cho cái tên quái dị kia chiếm tiện nghi của nhị ca giang thế bạch nhắm mắt hấp thu hai luồng khí lưu độ một giờ sau quá trình này kết thúc giang thế bạch liếc mắt sang nhìn diệp miểu cái pháp khí này bây giờ vô dụng rồi diệp miểu phấn chấn vậy để tôi đi đổi một phen hắn cầm pháp khí mà thấy cổ quái lúc trước mỗi một lần chạm vào pháp khí này luôn cảm giác khó chịu bây giờ thì không có nữa pháp khí này tựa hồ là nhẹ nhõm hơn trước một ít bất quá cái tên tiểu tử kia vẫn còn đang nhìn như vậy hẳn là cũng không thể đánh cháo diệp miểu lại đổi một thanh sát khí khác sát khí ở trên này lại một lần nữa bị hấp thu không còn lần này dùng thời gian nhiều hơn trước kiểm tra tình huống của diệp đình vân một hồi nhị ca cũng tốt hơn lại đi tìm kiếm một thanh khác giang thiếu bạch dò dự nhanh lên giang thiếu bạch ngượng ngùng ta hấp thu quá nhiều sát khí tạm thời không hấp thu được nữa hắn thở dài cái loại này giống như ăn búp phê vậy đầy những món ngon bày ra trước mắt không cần người khác phải trả tiền bất đắc dĩ bụng cũng không chứa được nữa giang thiếu bạch cảm giác thật sự là no diệp miểu bĩu môi này ta tưởng người lâm trận bỏ chạy không có là ta ăn no thật đó với thể chất của giang thiếu bạch nguyên bản sau khi hấp thu một phen sát khí rất có thể sẽ bị tàu hỏa nhập ma bất quá lại có linh khí trên cơ thể của diệp đình vân điều hòa cho nên hấp thu sát khí của hai thanh này vẫn là đã khó được. Hôm nay đến đây thôi, ngày mai tính tiếp. Nói thực, bỏ qua cơ hội này cũng rất đáng tiếc. Diệp Miểu ánh mắt trông mong nhìn Giang Thiếu Bạch. Vậy, ngày mai người lại tới chứ? Này, người, người đừng để để cho nhị ca ta phải phải chờ khổ sở. Giang Thiếu Bạch vẫy vẫy tay. Được rồi, ta biết. Kỳ thật chuyện này cũng rất tốt đối với ta mà nói. Đối với hắn mà nói cũng gọi là ngộ bất khả cầu đó. Ta đi về đây. Hết chương 58. Hết tập 8. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.